Chương 2. Tác dụng của thực phẩm chức năng. Mục tiêu học tập 1. Trình bày khái niệm, biểu hiện, cơ chế của quá trình lão hóa, sức khỏe sung mãn, sức đề kháng và hỗ trợ điều trị của thực phẩm chức năng. 2. Trình bày được các tác dụng của thực phẩm chức năng. Bài học này gồm 6 nội dung. 1. Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. 2. Tác dụng tạo sức khỏe sung mãn của thực phẩm chức năng. 3. Tác dụng tăng sức đề kháng. 4. Thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp. 5. Thực phẩm chức năng cho điều trị. 6. Thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo. 1. Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Khái niệm: con người từ khi sinh ra luôn luôn có ước vọng muốn sống lâu, trẻ lâu. Chính vì vậy loài người qua các giai đoạn luôn tìm kiếm, nghiên cứu các sản phẩm trường sinh bất lão mà các vua chúa vẫn gọi là kim đan. Ở Việt Nam và các nước trên thế giới qua các thời đại đều có nghiên cứu, tìm tòi, phát minh ra các sản phẩm nhằm mục đích chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Những thành công ấy đã góp phần cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, cải tạo môi trường, phòng chống bệnh tật, đã làm cho tuổi thọ của con người ngày càng tăng lên. Trước hết cần phải hiểu. Lão hóa là gì? Lão hóa hay là già? Là tình trạng thoái hóa của các cơ quan, tổ chức dẫn tới suy giảm các chức năng của cơ thể sống và cuối cùng là tử vong. Biểu hiện của lão hóa: biểu hiện bên ngoài, yếu đuối, đi lại chậm chạp, da rẻ nhăn nheo, mở mắt, đục nhân mắt, trí nhớ giảm, hay quên, phản xạ chậm. Phản xạ bên trong, khối lượng não giảm, các tuyến nội tiết nhỏ dần, giảm tiết hormone, các chức năng sinh lý giảm, chức năng tiêu hóa, chức năng hô hấp, chức năng tuần hoàn, chức năng bài tiết, chức năng thần kinh, chức năng sinh dục. Khả năng nhiễm bệnh tăng, bệnh nhiễm trùng, bệnh không nhiễm trùng, tim mạch, xương khớp, thay đổi ở mức toàn thân, ngoại hình, dáng dấp, cử chỉ, thể lực, giảm sút, tăng tỷ lệ mỡ, giảm tỷ lệ nước. Thay đổi ở mức cơ quan hệ thống, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tạo máu. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ lão hóa: tính cá thể, điều kiện ăn uống, điều kiện ở môi trường sống, điều kiện làm việc. Hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới tốc độ lão hóa là sự giảm thiểu hormone và sự phá hủy của gốc tự do. Sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung các chất dinh dưỡng và hoạt chất sinh học. Cơ chế của lão hóa: cho đến nay, các nhà khoa học đã đưa ra 3 học thuyết để giải thích về cơ chế lão hóa: học thuyết chương trình hóa, học thuyết gốc tự do. 1. Học thuyết chương trình hóa. Sự lão hóa là quá trình tất yếu và được lập trình về mặt di truyền. Trong mỗi cơ thể đã chứa sẵn các thông tin về sự già, tức là sự già đã được chương trình hóa ở trong cơ thể, theo 5 tháng con người sinh ra, trưởng thành, già nua, rồi chết. Gốc tự do là các nguyên tử, phân tử hoặc các ion có các điện tử lẻ đôi ở vòng ngoài nên mang điện tích âm và có khả năng oxy hóa các tế bào, các phân tử, nguyên tử khác. Bình thường các gốc tự do bị phân hủy bởi các chất chống oxy hóa. Tốc độ lão hóa phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa các chất chống oxy hóa và gốc tự do. Nếu gốc tự do chiếm ưu thế, tốc độ già nua sẽ nhanh hơn, chúng sẽ làm hư hại các tổ chức, cơ quan của cơ thể. Các gốc tự do làm mất tính ổn định cấu trúc phospholipoprotein màng tế bào, phá hủy nhanh và không phục hồi. Gốc tự do gây ra các phản ứng có hại, là thủ phạm của rất nhiều quá trình bệnh lý trong cơ thể như bệnh tim mạch, viêm khớp, viêm dạ dày, ruột, thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể, viêm giác mạc, đái tháo đường, ung thư. Người ta xác định được gốc tự do là thủ phạm của hơn 60 bệnh thường gặp. Hàng ngày trong cơ thể sản sinh ra khoảng 10 triệu gốc tự do, song chúng bị phân hủy bởi các chất chống oxy hóa do đồ ăn thức uống cung cấp để đảm bảo cân bằng. Các gốc tự do gây hại theo 3 phương thức sau. Làm tổn thương hoặc làm chết tế bào, làm hư hại các ADN, gây sưng, viêm, các tổ chức liên kết. Các chất chống oxy hóa, nguồn thực phẩm cung cấp chất chống oxy hóa. Các loại gia vị, trái cây sấy khô, các loại quả có sắc tố, rau, các loại hạt, cám gạo. Các chất chống oxy hóa, vitamin A, E, C, các chất hỗ trợ vitamin và khoáng chất như coen Q10, manga, iốt, hormone, các phenol tự nhiên.
flavonoid, chất chống oxy hóa thuộc nhóm polyphenol, có trong nhiều loại quả, lá, hoa. Các axit phenolic và este của chúng và phenolic non-flavonoid khác như curcumin, silimazin, santonet, chất chống oxy hóa hữu cơ tiềm năng khác như capsaicin, axit citric, axit oxa, axit uric. Tác dụng tạo sức khỏe sung mãn của thực phẩm chức năng. Khái niệm, theo Chủ tịch Liên minh Toàn cầu các Hiệp hội về Dược liệu Thực phẩm Chức năng. Sức khỏe sung mãn là tình trạng sức khỏe có chất lượng cao nhất mà một đời người có thể đạt được trong suốt quãng đời của mình. Sức khỏe sung mãn là tình trạng không gặp phải các chứng viêm khớp, bệnh loãng xương, cao huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tiểu đường, béo phì, đột quỵ, chứng mất trí, ung thư. Cơ chế tác dụng của thực phẩm chức năng, cơ thể sống cần hai yếu tố cơ bản. Cấu tạo các cơ quan tổ chức của cơ thể từ các tế bào với các thành phần cấu tạo từ protein, lipid, lu, chất khoáng, vitamin và nước. Quá trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất với hàng loạt các phản ứng hóa học xảy ra với tốc độ rất nhanh nhạy. Để duy trì được sự sống cần phải đảm bảo được hai yêu cầu trên đầy đủ, kịp thời. Trong điều kiện sản xuất, chế biến, tiêu dùng thực phẩm hiện nay dẫn tới việc thiếu hụt các chất, ảnh hưởng tới hai quá trình trên. Thực phẩm chức năng sẽ cung cấp các yếu tố để đảm bảo hai quá trình trên hoạt động bình thường. Thực phẩm chức năng là một trong ba yếu tố cơ bản cho sức khỏe sung mãn. Muốn đảm bảo có sức khỏe sung mãn cần kết hợp ba yếu tố sau. 1. Chế độ ăn uống và dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm chức năng để bù vào sự thiếu hụt các vitamin, khoáng chất, axit amin, hoạt chất sinh học, những chất cần thiết cho cấu tạo nên các cơ quan tổ chức cơ thể và cần thiết cho quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. 2. Vận động thân thể. 3. Giải tỏa căng thẳng. Tác dụng tăng sức đề kháng. Khái niệm sức đề kháng là khả năng chống đỡ của cơ thể với các tác nhân xâm phạm vào cơ thể từ ngoại lai và nội lai. Có hai hệ thống đề kháng. 1. Hệ thống đề kháng không đặc hiệu là những hàng rào vật chất ngăn cách bên ngoài và bên trong cơ thể như da, niêm mạc, các chất dịch như mồ hôi, dịch nhầy, các thực bào, các kháng thể không đặc hiệu. 2. Hệ thống kháng thể đặc hiệu, đó là các chất kháng thể đặc hiệu được sinh ra để trung hòa các kháng nguyên, bao gồm kháng thể dịch thể và kháng thể tế bào. Các nguy cơ giảm sức đề kháng, chế độ ăn uống, giờ chết, ô nhiễm môi trường, gốc tự do, lão hóa, công việc, hormone, bệnh tật, lối sống. Theo thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng không đặc hiệu. Thực phẩm chức năng bổ sung các vitamin và chất khoáng làm tăng cường cấu trúc và tuyến ngoại tiết, tác dụng bảo vệ cơ thể. Thực phẩm chức năng tăng cường các cơ quan tạo máu, đặc biệt là bạch cầu, làm tăng sự đề kháng của cơ thể. Thực phẩm chức năng tăng cường chức năng các tuyến nội tiết, làm tăng sản xuất hormone, góp phần tăng sức đề kháng. Thực phẩm chức năng bổ sung axit amin, tổng hợp protein, làm tăng sức đề kháng. Thực phẩm chức năng làm giảm nguy cơ và tác hại các bệnh tật, đặc biệt là chống rối loạn chuyển hóa, giảm suy dinh dưỡng, giảm tốc độ lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, làm tăng sức đề kháng cơ thể. Thực phẩm chức năng cung cấp các chất chống oxy hóa, làm giảm tác hại của các gốc tự do, bảo vệ được tế bào ADN, làm tăng sức đề kháng. Thực phẩm chức năng tăng cường chức năng da, làm tăng cường chức năng bảo vệ, che chở, cản phá tác nhân xâm hại. Thực phẩm chức năng cung cấp bổ sung các hoạt động ức chế hoạt chất cytokine gây viêm và ức chế men gây viêm, có tác dụng chống viêm, làm tăng sức đề kháng. Thực phẩm chức năng bổ sung các probiotic có tác dụng cải tiến hệ vi sinh đường ruột, ức chế hình thành các chất gây hoại tử ruột, giảm sản xuất độc tố, điều hòa hệ miễn dịch, giảm cholesterol, tim mạch, giảm dị ứng, tăng tổng hợp vitamin, tăng hấp thu chất khoáng, cải thiện rối loạn bệnh tật đường ruột, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Thực phẩm chức năng tăng cường sức đề kháng đặc hiệu. Thực phẩm chức năng tăng cường chức năng tế bào miễn dịch đặc hiệu. Tế bào lympho, B, T. Thực phẩm chức năng kích thích sản xuất các kháng thể, chế độ cung cấp có tác dụng trung hòa các kháng nguyên gây hại. Các sản phẩm từ nấm linh chi, nấm hương. Sản phẩm từ tảo, đông trùng hạ thảo, sâm, hoàng kỳ, sữa ong chúa, các vitamin chất khoáng. Thực phẩm chức năng cho điều trị, sự sống muốn duy trì được cần sự ổn định của hai vấn đề cơ bản sau đây.
cấu tạo các cơ quan tổ chức tạo nên cơ thể, quá trình chuyển hóa vật chất bao gồm quá trình đồng hóa và dị hóa, nếu có sự rối loạn cấu tạo hoặc rối loạn chuyển hóa dẫn tới sự mất cân bằng bình thường, gây rối loạn chức năng, hạn chế lao động đó chính là bệnh. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin, khoáng chất, hoạt chất sinh học sẽ hỗ trợ, phục chế lại cấu tạo và quá trình chuyển hóa vật chất, từ đó phục hồi, tăng cường và duy trì các chức năng của các bộ phận trong cơ thể và sẽ khỏi bệnh. Cơ chế hỗ trợ điều trị của thực phẩm chức năng. Về cơ chế sinh lý bệnh, bệnh tật là tổn thương cấu trúc và chức năng của tế bào, cơ quan và cơ thể, rối loạn cân bằng nội môi, giảm khả năng thích nghi của cơ thể. Cơ chế hỗ trợ điều trị của thực phẩm chức năng chính là tác động vào ba vấn đề trên. Thực phẩm chức năng hỗ trợ các chức năng của cấu trúc sinh lý của các tế bào, các cơ quan và cơ thể, làm phục hồi lại, tăng cường và duy trì các chức năng, cấu trúc của các bộ phận trong cơ thể. Tăng cường chức năng chuyển hóa, các sản phẩm bổ sung vitamin, tăng cường cấu trúc sinh lý, các sản phẩm bổ sung chất khoáng, tăng cường chức năng sinh lý, sâm, đông trùng hạ thảo, vitamin E. Tăng cường chức năng đường ruột, các sản phẩm probiotic, chất xơ. Thực phẩm chức năng hỗ trợ chống rối loạn cân bằng nội môi, điều chỉnh lại hệ thống sinh lý trong cơ thể, hỗ trợ điều chỉnh đường huyết, chất xơ, axit béo không no, tinh chất bí ngô, tảo biển, mướp đắng, hỗ trợ điều chỉnh mỡ máu, điều chỉnh canxi máu. Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng, khả năng thích nghi của cơ thể, thực phẩm chức năng bổ sung các vitamin, chất khoáng, hoạt chất sinh học. Làm tăng cường sức đề kháng không đặc hiệu và đề kháng đặc hiệu của cơ thể, thực phẩm chức năng tăng cường tổng hợp sức đề kháng của cơ thể, tảo biển, linh chi, sâm, hoàng kỳ, vitamin A, D, C, các chất khoáng, các axit amin. Thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng của da, vitamin A, C, các sản phẩm collagen, tảo, kẽm, tăng sức đề kháng không đặc hiệu, các chất xơ, chất chống oxy hóa, sản phẩm từ bột cà rốt, rào cổ lam. Kết quả cuối cùng là thực phẩm chức năng làm tăng sức khỏe chung, từ đó bệnh tật bị đẩy lùi. Lợi ích của thực phẩm chức năng trong điều trị. Thực phẩm chức năng làm tăng sức khỏe chung, tạo sức khỏe sung mãn, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường các chức năng, các cơ quan tổ chức. Rất nhiều các sản phẩm có tác dụng tăng cường sức khỏe chung như nhân sâm, tảo, nấm, sản phẩm từ ong. Thực phẩm chức năng tác động trực tiếp vào nguyên nhân gây bệnh, taxol trong thực phẩm chức năng tinh dầu thung đỏ có tác dụng chống ung thư. Terpenoid ức chế virus và ức chế tế bào ung thư phát triển, isiduid có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm cholesterol, ức chế phát triển khối u. Diacetin aspezulosid tác dụng chống đột biến ADN. Flavonoid tác dụng chống viêm, thông huyết quản, chống u, giảm đường máu, giảm mỡ máu. Polyphenol tác dụng giảm mỡ, giảm đường máu, mỡ máu. Thực phẩm chức năng làm tăng hiệu quả, giảm tác dụng phụ, giảm biến chứng của tân dược. Ví dụ, điều trị ung thư bằng hóa chất và xạ trị thường bị rụng tóc, buồn nôn, ăn mất ngon, mệt mỏi. Sử dụng thực phẩm chức năng kết hợp sẽ giảm triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, ăn ngủ tốt hơn, cơ thể sảng khoái hơn và ít rụng tóc, rụng lông. Cơ chế do hóa chất, xạ trị tiêu diệt tế bào non ung thư đồng thời tiêu diệt cả tế bào non bình thường của cơ thể, còn thực phẩm chức năng chỉ tác động vào tế bào non ác tính. Một số ví dụ về thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị, dị ứng, sáp ong, phấn hoa, mật ong, sữa ong chúa có tác dụng chống cảm ứng và bảo vệ các chất miễn dịch. Vitamin B tác động đến tất cả quá trình chuyển hóa, kẽm, tham gia chuyển hóa tế bào miễn dịch, các hoạt chất từ nhiều loại thảo mộc có tác dụng chống dị ứng như kim ngân hoa, quả nhào. Theo thiếu máu, sắt tham gia vào tạo hồng cầu, axit folic tham gia tổng hợp hemoglobin, đồng kẽm, mangan tham gia tổng hợp chất. Ung thư, magie tham gia duy trì năng lượng tế bào, kali duy trì cân bằng trao đổi chất, taxol, isiduid, flavonoid và nhiều hoạt chất từ thảo dược chống khối u. Tim mạch, các axit béo không no có vai trò quan trọng trong phòng chống bệnh tim mạch. Magie làm giảm huyết áp, silic phòng ngừa sờ vỡ động mạch, catechin, lignan, sertezone. Lecithin thực vật, flavonoid có tác dụng giảm cholesterol. Coban có tác dụng cải thiện tình trạng xấu của mạch máu. Vitamin C, E, đồng có tác dụng chống gốc tự do. Silic phòng ngừa sờ vỡ động mạch.
dạ dày và ruột, nước ép quả nhau, nhiều loại thực vật có tác dụng chống viêm tiêu hóa, probiotic điều hòa chuyển hóa đường ruột, niken tham gia vào hệ thống nội tiết và bài tiết, kẽm tham gia vào chức năng hoạt động của nhiều enzyme gan như một chất đồng xúc tác. Trí nhớ và khả năng tư duy, lecithin tham gia cân bằng màng tế bào thần kinh, kẽm tham gia chuyển hóa tế bào thần kinh. Mangan tham gia chuyển hóa các phân tử vận chuyển thông tin giữa các tế bào thần kinh, chống co giật, kết hợp liti, mangan điều trị đau nửa đầu, DHA, EPA tăng khả năng trí nhớ và tư duy. Vitamin B tham gia chuyển hóa tế bào thần kinh. Thấp khớp, sụn cá, sụn gà sử dụng liều nhỏ có tác dụng chống thấp khớp. Collagen có tác dụng tham gia tái tạo cấu trúc tổ chức liên kết. Silic tham gia tái tạo sụn và tổ chức liên kết. Phở tham gia tái tạo cấu trúc xương và sụn. Vitamin B tham gia chuyển hóa đường và protein. Sunfur tham gia tái tạo sụn, chống gốc tự do. Các phân tử anthocyanin chiết từ bã nhỏ, cây việt quất hoặc vỏ cây thông có tác dụng chống gốc tự do. Vitamin E, C, đồng, mangan chống gốc tự do. Bệnh về xương, canxi làm xương chắc, khỏe, chống loãng xương, vitamin K, C hỗ trợ chắc xương, vitamin D phòng chống còi xương, glucosamin, collagen, sụn cá, sụn gà có tác dụng chống viêm, thoái hóa xương. Atiso, ba kích, cà gai leo, dây đau xương, nghệ, ngưu tất, hy thiêm, tục đoạn, thiên niên kiện, có tác dụng chống bệnh xương khớp, bệnh gan, các vitamin tăng cường chức năng gan. Nhiều hoạt chất sinh học, chất khoáng tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, tăng thải độc cho gan, bảo vệ ADN. Tế bào gan, giảm nguy cơ u gan, chất tăng cân, béo phì, chất xơ, làm giảm tiêu hóa, hấp thụ, chậm rỗng dạ dày, nhiều loại làm giảm mỡ, tiêu mỡ, và có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, gây no lâu, giảm hấp thu mỡ, và bột, tăng thoái lipid, và tăng đào thải. Kiến nghị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục để toàn thể xã hội, hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng thực phẩm chức năng. Bản chất của thực phẩm chức năng là thực phẩm có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật, cần được sử dụng rộng rãi như một phần của sự cung cấp thực phẩm cho con người. Các bác sĩ, thầy thuốc là những cán bộ sức khỏe, cần hướng dẫn, chỉ dẫn cho người bệnh sử dụng thực phẩm chức năng một cách đầy đủ, toàn diện để góp phần nâng cao hiệu quả của điều trị. Thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, muốn có các sản phẩm thực phẩm chức năng cần có một chuỗi các công đoạn như nuôi trồng, chế biến sản xuất và lưu thông phân phối quá trình đó tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng chục triệu người, có khi hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều người. Thực phẩm chức năng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lúc đầu thực phẩm chức năng phát triển ở nước Nhật, Trung Quốc, sau đó là ở Mỹ, Canada, và đến nay hầu như ở khắp thế giới, nhất là các nước phát triển, thực phẩm chức năng đã trở thành một ngành sản xuất và sự tiêu dùng ngày càng rộng rãi. Tỷ lệ tăng hàng năm trung bình từ 10 đến 15%, nhiều tập đoàn, nhiều công ty đã mở rộng và hiện đại hóa ngành sản xuất thực phẩm chức năng như tập đoàn Lô Hội của Mỹ, tập đoàn Thiên Sư của Trung Quốc. Các tập đoàn công ty đã đóng thuế cho nhà nước ngày càng tăng. Ở nước ta nhiều công ty hàng năm đã đóng thuế từ 70 đến 100 tỷ đồng và dành nhiều ngân sách cho các hoạt động từ thiện. Các công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng dần dần đã hình thành một ngành kinh tế, đóng góp một khoản thuế quan trọng cho chính phủ. Đã có nhiều hoạt động từ thiện, xóa đói, giảm nghèo tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Thực phẩm chức năng còn có ý nghĩa lớn lao vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, đối tượng của thực phẩm chức năng không chỉ là người ốm, tỷ lệ người ốm chỉ khoảng 15% dân số, mà chủ yếu cho người khỏe để duy trì, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Người ta chia sức khỏe con người làm 3 loại. Loại 1 là người thực sự khỏe mạnh đáp ứng định nghĩa của WHO về sức khỏe, loại 2 là những người mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 10 đến 15% dân số. Loại 3 là những người ở trạng thái giữa sức khỏe và bệnh tật, chiếm tỷ lệ trên 75% dân số. Đối tượng lớn nhất của thực phẩm chức năng là những người ở trạng thái thứ 3, mục đích là không để 70% dân số đó chuyển sang trạng thái thứ 2, tại Mỹ. Những người trưởng thành dùng thực phẩm chức năng thường xuyên năm 2006 là 40%, thì đến năm 2007 đã tăng 52%. Năm 2012 là 72% người Nhật dùng thực phẩm chức năng nhiều nhất, bình quân hàng năm một người Nhật Bản chi $126 cho thực phẩm chức năng.
tại sao thực phẩm chức năng lại càng ngày càng phát triển và được dùng tăng lên, cái cơ bản nhất là do giá trị về mặt sức khỏe của nó. Thực phẩm chức năng có tác dụng tạo ra sức khỏe sung mãn, kéo dài tuổi thọ, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật, hỗ trợ điều trị chứng bệnh, góp phần làm đẹp cho con người. Đó là các sản phẩm hiệu quả, an toàn, có tác dụng nâng cao chất lượng cuộc sống với mục tiêu làm cho con người khỏe hơn, sống trường thọ hơn, và hạnh phúc hơn. Với giá trị đích thực của thực phẩm chức năng, dần dần nó sẽ phát triển thành một ngành thực phẩm chức năng, một ngành kinh tế, y tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo. Những đóng góp cụ thể của thực phẩm chức năng về hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho nhiều người như bán hàng đa cấp, ở Việt Nam bán hàng đa cấp có khoảng 1 triệu người, có thu nhập cao, ổn định cuộc sống. Tăng trưởng kinh tế, đóng thuế công ty, thuế thu nhập cá nhân, hoạt động từ thiện, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các sản phẩm của thực phẩm chức năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.